Khổ quá nhỉ, không phải vấn đề ăn uống mà anh em làm xong tôi ra tôi dọn cái chỗ mà làm lòng ấy. Thì đây là cái này không phải là sán mà khổ quá, có cái lưới rào chắc là chắn gà chắn qué hay lợn nó xé được, nó nuốt cái này vào chắc là nó nuốt nó không tiêu hóa hết. Đây là không phải là sán mà đây là cái lưới. Thế là không phải sán à? Không phải sán thì anh em nó bảo là không phải lưới thì cái lòng non nó ít quá, thì bảo sang bảo ông là thôi đưa cái lòng non lên sang để luộc anh em ngồi với nhau, nó ít quá, còn có mấy mẩu ngắn không đủ ăn. Mười Thanh xin chào tất cả quý vị các bạn đang theo dõi trên kênh iHeTV. Và ngày hôm nay thì em Mười Thanh muốn giới thiệu đến toàn thể quý vị các bạn đang theo dõi kênh một mẫu áo điều hòa ba quạt gió là mới nhất trên thị trường hiện nay. Và mẫu áo trên tay em Thanh đang cầm thì là có một chiếc áo màu xanh than và màu giản di như em Thanh đang mặc đấy ạ. Và nó có một bộ đó là ba cái quạt cộng với một cục pin sạc dự phòng có dung lượng 50mAh. Và cục pin này mình có thể sử dụng từ 14 đến 24 tiếng. Và áo điều hòa này có 4 chế độ quạt để cho mình lựa chọn là từ thấp đến cao đấy ạ. Và mẫu áo trên tay em Thanh đang cầm thì ở bên shop iHeTV là đang có giá khuyến mại trong tháng 6 là 850k một áo và được miễn phí ship toàn quốc nhé. Anh ơi cứu, cứu ơi, cứu. Cái gì đấy? Ông đốt thổi đi, nhanh đang đau. Bảo rồi, ông gì đi ra cắt cỏ đi. Ông vàng nhìn đây này, vừa mới chạy được từ vườn về mà nó đã sưng phù lên. Nhanh lên đang đau thổi đi. Con ông vàng đốt thôi mà làm gây chết là như là. Nhìn xem, mới có mấy bước chân mà nó đã sưng như thế này. Mà người ta bảo là cái độc ong này á, nó chạy nhanh lắm, lằng nhằng nó vào tim chết người chứ đùa đâu. Nói gì gầy, đau đến nỗi như thế nào mà kêu gây chết cho thế? Chẳng đau thì không à, thì không con... đau mà nó sưng được như thế này à? Không việc gì đâu, không phải kêu. Gớm có con ong đốt nó làm như là từ bé chưa bị đốt bao giờ ấy. Cái con ong điếu cày nó đốt mới sợ. Con ong điếu cày đốt sưng một phát cho 9 tháng 10 ngày người ta kêu làm cái chết chứ. Ong điếu cày nào mà đốt 9 tháng 10 ngày? Mày chả bị ong đây nó đốt 3 lần còn gì nữa. Tổng cộng là thành ra là 27 tháng 30 ngày đấy mà còn chả thấy kêu lại còn gì nữa. Anh không nhớ nhầm không nhỉ? Mình có bị ong điếu cày đốt bao giờ đâu. Đúng là cái đồ không nhờ được cái gì. Đốt sưng cả bụng thế còn gì nữa. Chẳng nghĩ thế nào cả. Làm thì không làm đâu. Ông mà xem mà đi ấy đi. Xem mà đi mà cắt cỏ cho lợn đi, trường qua chưa có gì ăn đâu. Thì tại vì đi cắt cỏ nó mới thành như thế này đấy. Làm không làm đỡ vợ, cái gì cũng đến. Có con ong vàng đốt cũng kêu. Cái con ong nâu, nó đốt sâu như thế thì cần chả kêu lại còn. Chỉ được cái nũng chồng là tài. Lười làm, đòi có ăn. Trời, chết khó khăn. Làm ăn cái gì cũng khó khăn. Mày thấy không? Lại đi đâu không biết được. Bảo cắt cỏ cho cái con lợn cho nó ăn đi. Xin cây chuối về mà thái ra mà nấu cám cho nó chứ. Mà cái gì mà chưa làm mà đã thấy gọi rồi đấy. Mồm thì sai vợ ra cắt rau cho lợn nó ăn, cắt cỏ cho lợn nó ăn. Vừa mới là con nắm lại thấy gọi rồi. Mà này anh ấy, con lợn đẩy khả năng luôn này được giống rồi sao ấy. Mày im xem nào. To rồi đây này. Mà con lợn đẩy im. Nó chỉ tầm hơn tháng nữa là im mồm đi xem nào. Cái gì? Lại hóng hớt cái gì đấy? Nhà ở bên kia nó có việc gì mà đông thế nhỉ? Nhà người ta có việc gì? Ai mà biết được. Tránh ra. Đấy này, con lợn này lứa này khả năng được giống rồi. Ai hi nhìn xem. Bụng nó tròn vo rồi kia kìa. Mà trời thương lứa này biết đâu cho chục con. Là lại thành mớ thành món đấy. Con đấy chỉ có để tết thịt. Thôi cái mồm. Người ta gây mãi được con nái. Mà im. Để làm chúa chuồng thì cứ kêu mà để tết thịt. Mà im xem nhà hình như nhà anh Tấn hay sao ấy. Hóng hớt. Hình việc như... nhà thì nhát, việc chú bác thì chăm. Hóng việc nhà người ta làm cái gì? Không, nó phải có việc gì hay là cãi nhau. Cãi nhau đâu mà cãi nhau.
cãi nhau rồi vợ nó chẳng phải la um một tỏi luôn rồi. Im xem nào thấy. Đấy, cứ thấy định mệnh mày mới lại cái gì kìa kìa. Để anh sang bên chỗ nhà thằng Phong tí xem. Sao việc nhà không làm thì sang nhà nó làm cái gì? Đi sang đấy để hỏi nó xem. Còn bao nhiêu củi ở ngoài đồng cái kìa. Vợ phát mấy hôm phơi khô bó sẵn rồi, trở về đi. Người ta bảo sống ở cái làng xóm láng giềng nó phải tình nghĩa, nó phải quan tâm đến nhau, hiểu không? Quan tâm. Bán em, anh em xa mua láng giềng gần là ở chỗ đấy, hiểu không? Người ta ở gần nhà mình thì mình thấy cái gì nó đột biến khác lạ, mình phải xem tận tường xem nguyên do thế nào chứ. Rồi ôi, quan tâm thế. Đây này, vợ làm đây này, tay đau sưng vù đây này, đã được câu hỏi nào chưa mà quan tâm tận làng xóm láng giềng? Cái con ong vàng nó đốt vào tay thì lo cái gì? Sợ nhất cái con ong mà... Con ong kia nó đốt đấy thì nó sưng đến 9 tháng 10 ngày, lúc đấy mới hốt. Cái đồ, chí nghĩ bậy là tải đấy. Để tao sang bên kia xem nhá. Đi thì đi nhanh lên, sao mà còn về làm đấy. Sao lại tệp tạp đến chiều không biết đường về. Hóa ra thằng này nó ở đây. Phong ơi. Gì đây? Chào anh em nhá. Sao thế? Không ở nhà lại sang đây à? Tao tìm mãi. À hôm nay ông anh mổ lợn, bảo sang hỗ trợ. Mổ thế, lợn. Nhà có việc gì mà mổ lợn đấy? Đâu, ăn đụng thôi, có việc gì đâu. À thế. Có việc gì đây? Tôi đang bận, đang mổ lợn, có việc gì không? Bận à? Ờ? Tôi có việc muốn nhờ, nhưng mà thôi bận thì thôi. Thế thôi, về đấy nhá, tôi vào đây tôi mổ lợn á. Ờ, tôi vào đây tôi ngó xem anh em làm thế nào. Sao bận? Ờ, nhưng mà thôi, lúc khác cũng được, nói ở đây không tiện. Em chào anh. Ừ. Lợn nhà mình à? Lợn nhà mình, lợn này. Tao chất lợn ăn đủ ngon chứ con này á. Ừ. Con này bao nhiêu cân đấy? Con tạ. Ngoan nhỉ, thế này mà Phong chả bảo tôi câu để tôi ăn đụng thì với. Bây giờ lợn nó có 4 đùi, 4 anh em ăn rồi thì bảo ai nữa. Ờ, thế lòng liêng làm gì anh? Ôi chưa làm đâu, bọn nó đéo biết làm đâu, đang lằng ngoằng kìa bảo bây giờ. Thế gì chưa ai làm lòng hả? Chưa. Thế để đấy em làm cho. Ờ thì em nếu em tôi em làm đi, làm phụ anh đi, phụ mình, anh mệt lắm. Vâng. Ờ làm đi. Thế không phải về nhà nữa à? À không. Vẫn phải về à? Không, cái việc này thì bận đến mấy thì anh em mấy khi giúp được nhau cái gì thì giúp thôi. Đó, thế đấy là hôm với anh em thôi nhá. Bổi biết băm chưa? Băm rồi. Chủ loại. Anh ơi, con này toàn xe điếu rồi lỏng ấy. Mấy anh em mổ con này phải vài trăm con, hàng nghìn con mới được con như này đấy. Thế á? Dồ, nhìn lỏng, thế nơi núi gọi là lỏng non chứ. Nhưng mà làm cẩn thận sạch sẽ vào nhá, không là nữa đâu. Ông yên tâm. Dính mà run sán vào ghê lắm. Yên tâm. Tí nữa tôi làm lúc là xong. Đấy thế thì hộ anh mấy anh em cái. Hay cái có kéo không nhỉ? Dạy cho nó nhanh. Lấy dao mà dạy. Cú, con nhận là con này. Miếng lòng nơi miếng ngon này nè. Đúng là lòng xe điếu này các cụ bảo sống trên đời có dù khỏe hay yếu, nhưng làm miếng lòng xe điếu thì cuộc sống nó còn lên cả tiền cơ. Có nhận lòng ngon thế này mà nay mà mình được ăn đụng thì có phải là về để ăn tuần hai tuần. Cái nào nấu ngọt chứ nhỉ. Cái nào nấu đem ra bảo anh em có thì để ấy, để chia đôi ra đã, để chia ra. Được rồi à? Ông tìm cái gì đây? À, để em tìm hộ cho. À không, tôi tìm cái kéo ấy mà. À kéo đấy. Ờ. Thôi cứ làm đi. Lòng ngon ngon thế này, kiểu gì mà chẳng phải làm được mấy mét về.
Xong chưa ơi? Xong chưa? Ôi, nhưng mà Phong ơi. Gì đấy? Anh Tấn không? Ôi. Anh sang đây này xem này. Không. Kinh quá này. Gì đấy? Trời ơi. Con này lòng ngon mà toàn toàn sán đây. Sán. Khả năng không ăn được đâu anh ơi. Thế bây giờ làm nào? Thế này chỉ ăn được đoạn nào thì ăn thôi nhé. Còn đây này. Ôi trời ơi. Em thấy hốt lợn anh không tẩy. Không tẩy à? Ghê quá nhỉ. Nhưng mà tẩy rồi. Nhưng mà tẩy từ năm ngoái ấy, không phải năm nay. Anh ơi. Ôi. Thế thì đoạn nào ăn được thì lấy nhá. Còn đoạn nào không không có chán thì em bỏ. Thì có khi tí em về em xin cho chó cũng được. Thế bỏ cũng được, thì lấy cái nào ngon thì ăn thôi. Phong ơi, nhìn ghê quá nhỉ. Đồ món này tôi có ăn bao giờ đâu. Ông nhìn này. Ủa ghê thế nhỉ. Đoạn này có sáng, bỏ. Bỏ à? Ừ. Tôi chẳng ăn lòng nên là ông lấy cái nào lấy tôi không quan trọng đâu. Ủa, lấy ông làm, ông cứ chủ động làm, đoạn nào mà lấy được thì lấy, không lấy được thì bỏ. Đoạn này cũng ngon nhưng mà nó... Cái đoạn nào ngon này lại hảo hết à? Không dùng được, cái đoạn mỏng mỏng này chỉ có được đoạn, đoạn lấy được đoạn này. Thôi, cái này ông cứ chủ động làm nhá, cái nào ăn được, cái nào ngon được bỏ. Ừ, đoạn này lấy được. Ông xem này. Lòng ngon đấy, ngon chính đây mà để chỗ ơi này, để lấy cái mẩu này. Ôi trời ơi này, cái này đấy, đoạn này thì lấy được à? Không đoạn này không lấy được, khả năng được rồi đấy. Xong chưa? Không ơi, tôi xong thì nó bảo anh em kem lại cái chỗ tôi chọn ra rồi nhé, cái đoạn mà nó không có sán đấy nhé. Ông chưa kem à? Kem một lần hết rồi, có nghĩa đoạn nào không có sán tôi để riêng ra đây, đoạn này có sán này tôi lấy về cho chó. Tôi tranh thủ cầm về cái, không nó để nó ôi mắt. Không có làm hộ để uống rượu đã. Tí nữa sang nhá. Cái này cho chó thì để ôi về cái gì? Con của nó trong nhà mình phải gì ấy chứ, ôi để nó ăn nó phải tội chứ. Quan trọng hóa vấn đề chó là tôi thì thối đâu ăn, phải lo chó nhà ông. Chó nhà tôi kém ăn lắm. Để tôi nó... về sang luôn nhá, để nó ôi nó ăn, nó không ăn bỏ nó phí. Phải thấy không? Đấy, đúng là Tào Tháo. Này, ớt chín sắp dụng hết rồi đây này, ngâm lấy 1-2 vại măng đến lúc mùa đông mà mình ăn cho nó ấm. Này. Cái gì đấy? Cắt cái này đi. Nhưng cái này là cái gì? Đấy. Sao lại có lòng lợn ở đây? Toàn lòng xe điếu ngon này nhá. Tao trang tìm thằng Phong thì nó không có ở nhà. Thế là lấy trộm nhà nó à? Em sao lại nói anh chứ nhỉ? Thì ai mà tả lại bảo là không có nó ở nhà. Nó không có ở nhà, chỉ anh đi tìm nó. Hóa ra nó sang nó mổ lợn cho nhà anh Tấn Tạ ấy. Biết không? Đến nhà Tấn Tạ không? Hả? Có biết nhà Tấn Tạ không đã? Đấy. Mới có hỏi dồn dập làm sao mà nhớ được. Nhà nó mổ lợn ăn đụng, hiểu không? Thì ta sang đấy. Thấy cái lòng xe điếu ngon quá, Tao xin về cái chó. Ê, mà chảy ngoan lấy về cho chó lại đưa cho vợ. Thế là khách nào bảo vợ là chó à? Mày không hiểu cái gì. Dạ anh ý thôi bảo cầm túm lòng về mà ăn. Anh ấy lại thảo thế. Ừ. Lại còn mời hẳn cầm lòng về mà ăn. Thôi để vào trong tủ ấy nhé. Nhưng mà... Để tao sang đấy. Ở nhà có hai mẹ con thì ngần này đã ăn làm sao mà hết được. Mai ăn, mai tao về chứ mẹ con mới ăn hết thế nào được chứ nào. Nhưng mà xin phần về rồi thì ở nhà mà ăn lại còn sang làm gì nữa. Đến những việc của tao. Cái của đi xin ăn ở nhà có phải chẳng ngon hơn không? Lại đi sang đấy. Hay thôi nhỉ, hay mình không sang đấy nữa nhỉ. Chả thế thì không à. Bây giờ không quen không biết gì, đến người ta đã có lòng người ta mời rồi, thì ở nhà mà ăn đi, lại còn đi sang đấy làm bữa nữa để tốn kém nhà người ta ra. Thôi được, cứ để vào tủ đi, để tao xem tình hình thế nào đã. Xem cái gì mà xem, ăn cơm nhà để vợ nó còn nấu. Cái lúc nấu lên không có người ăn thì nó bỏ thiu ra. Cái món ngon này phải có người ăn cùng chứ. Bây, ăn cùng vợ cùng con lại còn muốn thế nào nữa. Thằng Phong nó ở bên đấy rồi. Vợ con biết uống rượu à? Mày uống rượu cùng tao không? Lại nghiện ngập quen thân. Nghiện đâu mà nghiện. Có cái này ngon thì phải có món ăn nói để đuổi cái này xuống. Rồi rồi, tôi tống vào tủ. Hai mẹ con ở nhà làm tí lạc dạng xong bữa. Thế đấy, đều với tủ ấy.
xem dọn dọn chỗ này đi anh ạ. Không khí rủi mũi đến kinh lắm. Ô anh ơi, cái này có phải sán đâu anh ơi, cái này là cái lưới mà. À thế à, thế sao này ông ấy bảo sán là nào nhở? Chắc là anh để lợn nhai lấy cước chưa tiêu hết. Lợn nó nhai để em sang lên bên đấy bảo nó lấy lại cái lòng thì không có chó nào phí anh ạ. Thế đi sang nói đi. Không vâng em sang luôn nhá. Đi sang xem đi, không nó lại cho ăn mất rồi nhá. Lý ơi, ôi anh ơi, ôi đồ ôi thịt lợn trong nhà. Tôi hòm rồi. Tôi cũng đảm bảo bị trang đấy đỡ phải trang gọi gớm phiền hà. Không, làm gọi. Anh em làm thì cũng xong hòm rồi. Nhưng mà làm giúp cho một tí thôi, có gì đâu mà ăn uống, anh em cứ ăn đi. Không, tôi không trang đâu. Khổ quá nhỉ, không phải vấn đề ăn uống mà anh em làm xong tôi ra dọn cái chỗ mà làm lòng ấy. Thì đây là cái này không phải là sán mà khổ quá, có cái lưới rào chắc là chắn gà chắn qué nên lợn nó xé được, nó nuốt cái này vào chắc là nó nuốt nó không tiêu hóa hết. Đây là không phải là sán mà đây là cái lưới. Thế lại không phải sán à? Không phải sán thì anh em nó bảo là không phải lưới thì cái lòng non nó ít quá, thì bảo sang bảo ông là thôi đưa cái lòng non lên sang để luộc anh em ngồi với nhau. Nó ít quá, còn có mấy mẩu ngắn ngắn không đủ ăn. 4-5 anh em ngồi với nhau. Thế cái ông cho chó ăn chưa? Đáng định to mới cho nó ăn một tí thôi để vào tủ. Khiếp, ông cẩn thận thế. Cho chó mà lại phải cho vào tủ. Mày cũng vừa cho nó ăn một đoạn. Chẳng may thế đoạn, đoạn này nó cắn trở thì tôi... Không gì, nếu chưa ăn thì không có gì cả. Thôi, bỏ cái đoạn cắn trở đi. Cắn trở á? Tôi nhớ cái đoạn này là chó nó cắn trở rồi nó mất vị trí. Tôi tưởng là từng đoạn thì cho nó ăn một đoạn nào thì nó ăn đoạn đấy chứ làm sao cắn dở được. Thì đấy, lúc tôi đang thì cắt thì là nó xông vào nó nhay. Trời, từ từ cái đoạn này cho nó ăn nốt đi. Mang chỗ này về mấy anh em ngồi cho nó thoải mái. Xong hôm sau về đây nhá. Tôi về đoạn này về cho anh em nấu. Không là đang luộc lòng bây giờ để về muộn nó lại mất. Lại luộc lại đun nhóm lửa lại nhá. Tôi về đây. Cứ ăn đi, trong chua lên mâm nước gì tôi sang không phải sang quậy đâu nhá. Sao mình đoàn chính để cho lại cho mình không phi tăng đi nhỉ, vẫn để cái đấy ở đấy. Lại hoa chứ này, mai mà mình còn gỡ gặp lại nghĩ con chó nó nhay không thì lại coi như xong đen chết.